Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang với nhiều chủng loại, màu sắc, kích cỡ, chuyên bán các sản phẩm đồ lót 12 giờ. Đồ lót là người bạn tâm giao của phụ nữ. Đồ lót sẽ không chê bạn, dù bạn mập hay ốm, dù bạn xinh hay xấu, và bạn có già hay trẻ, thì nó vẫn luôn ở bên bạn. Là phụ nữ hãy nên đẹp từ bên trong ra ngoài, tự tin với những điều nhỏ nhặt nhất, yêu bản thân hơn, trân trọng sức khỏe từ đồ lót. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã, từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gọn đến có gọn, những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế ren, những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu ưng ý, chỉ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Vai trò của chiếc áo ngực. Nhiều chị em phụ nữ nghĩ rằng áo ngực chỉ đơn giản là vật để che đậy vòng một của mình, mà không biết nó có nhiều vai trò khác nữa. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vai trò của chiếc áo ngực qua bài viết này nhé. Định vị núi đôi. Vai trò của chiếc áo ngực được nói đến đầu tiên là nó giúp định vị núi đôi của bạn. Núi đôi của bạn là một phần mô mỡ không có gì để nâng đỡ. Và chính vì vậy, khi bạn mặc chiếc áo ngực, thì áo ngực có vai trò nâng đỡ và cố định vòng một của bạn. Bảo vệ vòng một. Ngoài vai trò nâng đỡ và cố định núi đôi của bạn, áo ngực còn giúp bảo vệ vòng một khỏi các tác nhân môi trường, ví dụ như vi khuẩn, nhiệt độ. Giảm biến dạng. Một vai trò của chiếc áo ngực không thể không nhắc đến, đó là giúp cho